khách hàng. Chúng ta thảo luận tăng từ công ty một tập đoàn em tìm. Chúng ta chưa có lợi thì đang để đi tạm. Thay đoạn điểm đón tay. Nhân khẩu dân là quả cỏ. Thay khi có lấy tình là đọc xe. Chúng ta lấy đời khẩu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
请各位乘客下车，今次乘坐68M线。